Vậy là chú ba hơn. Ba có đề vợ mà đang gặp vợ bệnh nữa mà hơn chỗ đó. Nhỏ thôi là vợ không bệnh, vợ chạy bỏ đây rồi. Tại mình làm không đủ á. Làm hoài mà làm tí. Làm hoài mà làm dư. Làm hoài mà thấy không có dư thì anh ơi em đi rồi. Vậy đó. Làm gì anh Nhân? Tân ta ơi. Ghê ha. Dạ em xin mến chào tất cả các chú anh chị và quý vị khán giả và quý mạnh thường quân. Thì hôm nay cũng đến cập nhật chú ba với anh Nhân cuộc sống thường ngày của anh Nhân ha. Với chú ba đang tiến hành đậu kèo thứ sáu nọt. À thứ sáu này nọt ha. Kẹp không? Kẹp chứ trong nhà măng xôi chưa đổ, ở trước chưa có làm kẹp, mới đổ cột, mai đóng măng xôi. Đổ hai cột rồi ha. Mai đóng măng xôi nào mình mua tôn sẽ chở một xe lại sẵn luôn. Cô bác còn mua sẵn hết trơn, mua để đây rồi mình nộp ở nhà trước là mình xây được ở trong nhà, xây ba cái phòng bột hồng ngủ á. Dạ. Đặt cửa đặt gì vô luôn. Đó là cho nó đặng làm nền luôn rồi mới tô. Cái mặt tiền thì đổ xong tuần lễ mới tháo được. À. Mình làm hoàn thiện luôn rồi mới tháo được. Thì công việc thì cỡ tuần sau nữa mới xong. Tuần sau nó mới xong chắc không nha. Thấy còn nhiều. Cỡ cỡ đó cái tô chạy tô là đưa vô đột rồi là kêu người lại là tốc hành luôn rồi. Chứ là khu hoàn thiện lâu quá chứ bà. Không hoàn thiện thì nó thiệt thì lâu thì dần chỉ đồ gạch rồi thôi, chứ còn tô là nó 2 ngày rồi tô không còn cái gì hết chứ. Tới vô khu hoàn thiện chút đó ha. Chút hơi lâu thì mình bước người ra. Với lại toilet chưa xây nữa kìa. Toilet xây mấy hồi đâu trời. Mới nói sao là vậy mà. Toilet tuần sau là cỡ đó. Nếu mà tuần sau thì giao không kịp thì thứ hai đầu tuần rồi giao thứ tư thôi chứ lượt nhau ngày ngày à. Cũng bằng hoàn thiện à. Điện với lò phòng nó vô một buổi một rồi à. Sơn phết cho rồi luôn, nó vô một cái là rồi luôn à. Lẻ ba cái lò phòng rồi nó vẫn lẻ. Mấy chuyên nghiệp mà đưa vô ạch là rồi à. Điện thì đặt bếp thì không dễ nữa, bếp rồi đổ mua gạch về, bây giờ đợi thì mua tấm trên nữa. Đi nhờ cây mới mát á, ngoài nắng mà nè, đen lụi nè, thấy không, mới ngoài có bão này nó nắng khỏi mà nắng mừng á, làm được, mưa là không có được. Trời giờ vậy mình mới gắn đổ kèo bên đây chứ, rồi cái không có rồi tháo nó ra đổ bên đây cái là lấy đầu tay được rồi, cái năm lên tay sáu mình nộp kèo trước nữa. Đổ đổ gấp đâu mà nhà với ba cái đà dưới giữa chơi. Ở ngoài đồng mà quỳ toàn tay thì phải hàng, phải đưa hai cái sắt dâu ra rồi mình hàng mình kẹp vô. Chứ thôi là ngoài này mà gió một cái nó tông đi là sao. Đó thấy không, đưa hai cây không phải đưa một cây đâu, cây bẻ mất nhiều yếu nè, hai cây nó kẹp vô mình hàng nó bẻ vô luôn, nó dính cũng không có dở nổi đâu. Loại tiền cổ chắc cố ha, loại tiền cổ cứng luôn. Ngoài ruộng thì mình sợ, ở ngoài chợ mình ăn gian né trước nhà nó có đi đâu đâu, mà ngoài ruộng trống lỏng như gió một cái nó ào quay nóc đi. Sao anh điều điện kiểu gì là sao, nãy nó lại hỏi là em nói kéo từ cái cột đó vô đây thì nó nhờ nó bắt cái cột ngay chỗ nhà bà lão đi đốc đó trên. Nó nhờ cái cột đó cái rồi nó kéo thẳng được vô đây là 27
mình có cầm một nút ở đây cái nó kéo vô đây nó cầm cái sắt ở trên đó, một sắt á, quê sắt quê thòng không nha, không thòng nó kéo thẳng luôn, nó không có ui không không ở giữa thòng á, thòng kéo kéo cái gãy cái cột sắt này luôn nghe, rồi vẫn chơi xa lắm á, thòng á nó cắn vậy đó, không đi luôn á, cầm cái cột cầm đứa thuốc gì nè như trên giữa đó, rồi rồi ổng nói thôi giờ thì để anh làm cho khỏi làm cột giữa. À. Vậy là anh, vậy là nó xuống báo giá rồi ha. Dạ. Vậy là vô điện là 2.7 triệu. Dạ, đồng hồ gắn ngoài cái cột ngoài. À. Thì tại vì cũng có khán giả cũng bình luận sao không hỏi vô điện luôn. Thì Hồng Cao cũng có kêu anh Nhân đi hỏi đăng ký rồi thì ở điện xuống báo giá là chi phí là tiền dây điện kéo vô là 2.7 triệu của chú anh chị. Cũng mong là được phụ viên đến với cái mình quân hỗ trợ cho thêm vô điện cho anh, cũng như là chọn gói thì anh vừa có nước rồi thì bây giờ chỉ còn điện nữa thôi thì là đủ cho anh hỏi kéo dây điện lòng thòng vô cây dừa, kéo câu dây vô cây dừa chú anh. Mưa với nhiều khi mưa á, con anh chạy tới vậy lui đập dây điện cũng hơi nguy hiểm á chú anh chị. Điện này chắc không, bây giờ có cách này nè chú ba bàn cách này nè, bây giờ chịu khó đổ một cái cột hoặc mua một cái cột nhỏ. Con tính lấy cái cột nhà đó, cái cột cột té hả? Ừ. Không có được, ở cột ngoài đó đó là kéo là ngay giữa, phải con phải đặt một cái cột cột 4 mét hoặc là 3.5 mét gì đó mình cầm vô cây cột nút á, không phải cột giữa đâu chú ba, cột ngay cái cây á. Ừ, ngay cây ấy đó. Có cây cũng một gãy thì sao? Ngay trên giữa này nè. Ừ. Nó kéo đường này luôn, không kéo đường kia, nó kéo mà cặp bên đây. Đổ giữa được không nha? Cặp đây nè. Đổ ngay giữa được. Cặp ngay giữa được không? Ê, sao sao giữa sao nhà em cũng được vậy? Ừ. Được. Không, nếu mà nó kéo được đó là hút nhà em nó chút là để luôn cái cột đó lúc không được rồi. Máy hình cặm gần mé sông cũng được. Ừ. Chứ ai mà không có cột kéo thẳng vậy? Cỡ nửa tháng gió quần nó dây điện một là nó câu gãy cái cây sắt. Thay vì phải không, anh kéo từ cột đó cho nó xéo giống như cái đường đất đường mình đi đó, lối đi đó mình cầm ở đó đó. Ừ. Mình kéo vào đây. Kéo vô rồi mới được. Chứ mà kéo ngang cái mía ruộng này nó chống lỏng nữa, nó phùng phền dữ lắm. Rồi gió mưa gió bùng tét một cái cháy nổ á. Mình đi nữa. Nó nói bây giờ. Bây giờ của bà lên cái cây cây ăn cây. Ờ đúng rồi đó. Ở đâu làm cái cả? Bằng cái mít đó. Vậy đi cho nó tiện. Tốn cái cột đi vậy. Nó kéo ngang như lên mà nó không có hỏi nó cầm cột giữa nó không. Thế mà nhưng mà tại vì tại vì nó muốn tính cho mình gọn hiểu không? Thì thôi giờ mình muốn chắc được cú á thì mình không ấy rồi, nhờ chú ba đổ dùm cái cột. Ừ. Đó. Là mình cầm cho nó chắc hơn. Còn nếu mà mình kêu nó thì nó cũng đi mua à. Cũng kêu mình đóng tiền mua cột của nó á. Chọn ông nói là không, cột tròn nó cột cao cao mà đúng, nó đâu đặt với mình đâu, nó là cột mà mình đi chỗ làm lại thì cỡ ba triệu mấy, nếu mà ông làm cho ông tính cho gọn á mình đỡ hao điện bên kia 2.7 triệu rồi, còn nếu mà đi mấy anh kia thì chắc mấy anh kia ăn cao nữa. Ừ. Thì bây giờ ấy đi thì nếu mà có thêm mình hỗ trợ nữa thì kêu chú ba đổ vô miếng cột dựng ngay chỗ đó thì cho nó dễ, gọn gàng hơn chứ câu vậy mưa bão nguy hiểm á chú ba, đúng cái một đứt rồi cháy nhập cháy lum. Điện này điện nó không xài được lâu đâu, ba cũng khác mà. Thì tối nay có đi xịt không? Không, nóng lạnh. Hai ngày nóng lạnh hả? Yếu dữ vậy ta, đi xịt xuống mưa này vậy. Mình thích đêm á, đêm mà 4 ngày đêm thì không có nổi đâu, rồi lúc đầu mình đi xịn được có nhiêu mình cũng gán đi. Dạ, sắp sắp rồi. Một phần mình không có đi ban đêm mà mình không được ngủ. Xịn xe. Giờ xe bùa cái nhà này chắc ăn cũng sao buôn đơn. Lúa cao em cũng nên xịn lại đi bác. Bà bên sao? Ở. Lúa cao rồi mình đi bán nào cắt lúa. Sao mười? Lúa em mới ngưng lại học dịch em mới đi xịn. Xe nó sắm ba rồi. Những ngày đo đi. Cổ vây. Xịn xe cách nào? Đúng rồi. Hả? Ủa, có định đợi, đẹp nữa cho anh rước bà đi đâu không? Không luôn hả? Anh về mấy con không cắt rồi, tôi kiếm bà rồi về uống hỉ chăm lo cho hai đứa con đó chú ba. Anh thấy nó về lúc đầu thì ngon, lúc sau này thấy hai chồng út tự lộn này kia nản hả? Giờ gì nuôi con vẫn khỏe. Mấy lúc trước cũng nguyên nhỏ bên Gia Lai 35 tuổi,
mình kêu lên cho anh cho nó bắn tiền qua đổ xăng lên lên cho anh cho em cảm thấy chán. Đúng người đúng thời điểm mới được chứ không đúng là về quýnh con hành hạ người quá cha đó đó nghe. À, sống vậy đi cho nó khỏe nuôi con người thì nói chút nói mà trước mặt mày thì nó thương con mày tới nó mày đi mà ăn ở đây nó nhéo con mày quýnh con mày rồi, rồi nó cấm con mày khóc nó dậy mát nữa thấy người nói kia chút nghe nói chút nghe vậy giá ở độc thân nuôi con đi cho chắc cú tính nghe gì rồi nó cũng tính hỏi cưới chị vợ của mình Út nè. Ở cái nhỏ kia thì cũng hai đời chồng rồi. Cái gì dữ vậy? Hai đời chồng hai đứa con, một thằng một đứa. Thôi vậy để cho nhỏ nhìn lớn chút đi. Thì lấy về vợ sợ nó vậy người kia nói kia này nói chút mấy tội nữa. Trước mặt hiện thương con mình thì nó rồi đi đi ra nó quýnh con mình. Vậy là chúng ba hơn. Ba có đầy vợ mà lại gặp vợ bệnh nữa mà hơn chỗ đó nhỏ thôi là vợ không bệnh vợ chạy bỏ đây rồi tại mình làm không đủ á làm hoài mà làm tới làm hoài mà thấy không có dư thì anh ơi em đi rồi vậy đó chỗ nào nó dư làm quá nó teo quá rồi mệt rồi nó không dư nữa rồi nó đi bỏ hết à mà hơn bệnh nó còn ở lại với mình. Mới đọc Phật nghe được là về bị cháy rồi chú ba. Cháy à chú ba coi thường xuyên đó nha. Coi đâu bây giờ điện thoại cũ thằng ghẻ cho giờ hư rồi đi sửa 900 ngàn mới điện hôm qua. Anh ơi có tiền cho em có em ở nhà không có tivi coi không có điện thoại coi giờ cho gửi cho lấy điện thoại sửa rồi ta điện lại kêu lấy không tiền nữa. Để đi từ từ đi kể cái gì bữa nào gửi tiền cho. Trời ơi, không ở nhà coi cháu rồi, không có gì tôi coi tin tức anh hết trơn. Giết anh trời ơi. Nghe anh trời ơi muốn nắm mình luôn. Anh luôn. Dạ, tuổi này còn anh em gì nữa. Ông mày ơi á. Mày phải rồi, không nói ngọt rồi sợ sợ đi làm rồi bà nào ngọt hay sao. Phải nói ngọt, vợ mà biết nói ngọt rồi chồng yêu nhiều lắm á. Đỡ bà nào bỏ được nhiều chết luôn hả? Chết luôn. Nói gì nói chứ mình có gia đình nó cũng đỡ mà không có thiếu một người cũng khó thiệt á. Thì đúng rồi mình có một người thì đỡ phần cái con nó đưa con đi học cơm nước con mầm ở nhà cửa rồi sợ lấy vẻ biết mặt mình con sau lưng quýnh con mình. Kiếm người nào hiền đi gì đó. Nếu mà kiếm không được hiền thì kiếm cọp. Giờ mấy giờ em làm ai trên trên mạng em nè. Trên kênh em à. Mai thì người ta chịu sống mình không người ta về cái người ta thấy gì người ta luôn. lỡ có chị nào coi thấy anh ở trên kênh em rồi chịu anh nè anh chịu không? Người ta không có con đỡ mình ta có con này thôi luôn. Thì con chị đó cũng như con anh thì con anh cũng như con chị đó thì về ở chung thì đúng rồi. Người ta con tao nhỏ con mình còn nhỏ thì về sợ rút lộn này kia thôi. Không nhưng mà con gái con trai mới được nữa. Gái được con trai không được là mình con trai rồi con gái mới được hai người mới được mới hợp được. Thôi kiếm bà nào không có con luôn còn cũng hạp nữa không có quýnh con mình được. Giờ có con là độc thân chịu rồi giờ có ừ. Thà là bà sao là có con mình thì được còn con mà chồng trước chồng sau thì mua quà cũng làm mai cho nhớ kia cũng ba lớn em 3 tuổi cũng con có 2 đứa còn 2 đứa còn 2 đứa 4 đứa em thay người ăn 6 đứa trời ơi. Phải con lo con mình, phải lấy con ta thì lo mình không lo con ta nên ta không sống mình. Bây giờ chưa không lấy thì đêm đi tiệc thì ăn được 2 bữa không lấy về là đêm rồi em thôi vợ em già mà không đi luôn hết không đi luôn đi tiệc chị đó thì về tay con mua ăn bánh ăn kia rồi cũ không đi khi tết tay cho em không đi thấy gì chán.
thì nãy giờ em cũng đã cập nhật, cũng đã trò chuyện với chú Ba, thì cũng ngồi trò chuyện với thợ chú Ba và cả anh Nhân, một ngày cũng vui vẻ rồi chú anh chị. Thì thôi giờ cũng xin chúc cho chú anh chị ngày mới thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, cũng như là làm ăn phát tài phát lộc, bằng sự như ý của chú anh chị ha, cũng gửi đến quý mình quân luôn đó. Rồi ha, dạ cũng chúc khán giả chúc mọi người vui vẻ, làm ăn phát tài. Bye bye, nhớ đăng ký theo dõi kênh em nha chú anh chị.